chọn mới mà lại không lo mặt lại quay lại đấy người đủ đua nhau như này quay lại đây hai nữa dạy được số tám vậy thì mình lại luôn nhé có đẹp trong trường hợp mà gãy phức tạp thì mình chỉ thấy gì hoặc là gãy kiểu hai tầng chúng ta sẽ thấy gãy hoặc là ba tầng hoặc nhiều lần gãy khác nhau đó, ví dụ như đây nó gãy một hai ba vị trí gồm cả một cách kết hợp với vị trí đó, ví dụ đây chúng ta thấy gãy hai vị trí khác nhau rồi gãy có mặt thứ ba đó, có thể là to có thể là nhỏ trong trường hợp mà gãy thì chúng ta có thể làm gọi là hình cánh bướm rồi như thế thì đoạn xương thì cái đoạn gì 50 đến 50 hoặc là cái con có đoạn xương thì có đều sẽ có gọi là kiểu gãy phức tạp thì mình chỉ chú ý tại cái tượng đại như vậy khác nhau thì nó sẽ đoạn được cái tiến lượng trong gọi là cái liên xương khác nhau mà con nghe nghe mà cái điểm á riêng về kiểu di lệch thì nó sẽ có một số kiểu di lệch cơ bản như sau như cái di lệch xa như gặp ở thấp như thế hay là các cái gì thì bám tay một cái xíu đâu xuống như thế ví dụ như một kiểu này ví dụ như ông gài ở xuống bên trái ví dụ gài ở gài chỗ trực trên này gài ở củ góc này cũng vậy di lệch gặp góc thì vẫn chỉ thấy rồi à, do lực kéo cái cơ làm cho trong ngắn lại rồi gặp góc so với cái trục của đoạn trên đường dưới chúng ta vẽ thì nó thấy tạo thành một cái góc tu chứ không phải thẳng hàng nữa hoặc là sao chỉ có kẹo qua cơ mạnh cho đường trên đến đâu dưới như này gọi là cơ bằng có một khớp hai khớp kéo thì làm cho di lệch chân ngắn kiểu gầy hoặc là di lệch sang bên mà chưa có trong hàng mới sang bên thôi và di lệch xoay thì những cái kiểu di lệch này nó sẽ tạo ra cái kiểu biến dạng khác nhau ví dụ giống như di lệch trong ngắn thì tàu đã ngắn chiếc di lệch gấp góc thì tàu đã biển dạng gấp góc sang bên thì tàu đã biển dạng ban ngắn di lệch xoay thì tàu đã biển dạng xoay thì mình cái này mình chỉ học được thôi vậy thì chẩn đoán gãy xương mình chỉ nhớ một cái điểm mình chỉ phải tuân thủ từng bước khi khám một người bệnh nhân bị chấn thương để tránh khỏi tình trạng là mình chỉ bỏ sót cả thương tổn thì việc đầu tiên mình chỉ là phải khám người bị nạn khám toàn thân người bị nạn sau đó mình chỉ mới khám xương gãy và cuối cùng mình chỉ khám cái chỉ gãy vậy thì ở đây á mình chỉ phải chú ý này vì sao chúng ta phải khám người bị nạn đầu tiên nếu mình chỉ mới khám cái chỉ gãy khám xong cái chỉ gãy đúng không tìm được cái chỗ gãy bất động được cái chỗ gãy thì bệnh nhân đã có thể chết do chấn thương sọ não kèm theo do vỡ tận mạch kèm theo người chứng tận màu trong chẳng hạn cho nên đối với bệnh trường của mình đang chấn thương mình chỉ bao giờ phải khám như bị nạn đầu tiên mục tiêu của mình chỉ là làm gì mục tiêu của chúng ta là phát hiện các cái thương tổn mà đe dọa tính mạng bệnh nhân người này còn ta phải loại trừ các cái thương tổn đó trước khi mà chúng ta tiến hành làm các bước tiếp theo mình nhớ mình chỉ nhớ một cái câu bao giờ cũng hết sức kinh điển này phải cứu bệnh nhân nói khi đó mới cứu cái chi của bệnh nhân cấu hình sức kinh điển đó cũng làm được chấn thương nha phải cứu người bệnh khi là mới cứu cái chi sau đó chúng ta tiến hành bước thứ hai là khám xương gãy mục đích của nó là gì chẩn đoán có gãy xương không gãy như thế nào ở vị trí nào di lệch như thế nào biến dạng như thế nào có biến chứng gì kèm theo không thì chúng ta dựa vào khám cái chi gãy tìm các thương tổn phối hợp tìm các cái biến chứng của cái gãy xương đó tìm các cái biến chứng ở xa không liên quan đến cái vị trí đó thì đó là cái nguyên tắc bắt buộc mình chỉ cần tuân thủ trong quá trình mình chỉ khám mình nhé rồi trong cái bước đầu tiên khi bệnh gì gặp bệnh nhân
thì bao giờ là hỏi mình đúng không, bao giờ là hỏi mình cơ bản. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những điểm nào mình chỉ biết rồi, ở đây tên tuổi giới vân vân thì mình chỉ phải xác định để khoa nhâm lệnh mình nhấn để thứ hai nữa là mình chỉ biết là mỗi tuổi nó có một điểm yếu xương khác nhau và nó sẽ có cái khả năng gãy khác nhau, tương tổn khác nhau, dù trong cùng cái chuyện ngã chân tay. Nếu mình nhân già 70-80 tuổi thì mình chỉ phải nghĩ phải gãy cái đấy đầu dưới xung quanh. Nếu mình nhân độ khoảng 6-8 tuổi mình chỉ phải nghĩ phải gãy trên đầu cao xương đó. Nếu mình nhân trẻ hơn, thanh niên, mình chỉ phải nghĩ phải trật khớp, có thể trật khớp vai, có thể trật khớp kiểu tùy theo cơ chế chấn thương. Cho nên là ta phải chú ý hỏi cái tuổi mình lên. Và trong những một số trường hợp đặc biệt, ví dụ giống như gãy vùng khớp kiểu chẳng hạn, nhưng mà đối với bệnh nhân nhỏ trẻ em thì chúng ta sẽ gặp gãy hoặc là lâu ngoài hoặc là lâu trống hoặc là gãy trên lâu cầu, nhưng mà đối với người trưởng thành thì mình chỉ phải cảm giác sẽ có một cái gãy liên lâu cầu xảy ra, thì không phải là chỉ đơn thuần gãy lâu ngoài hoặc gãy lâu trống hoặc là gãy trên lâu cầu đó. Cho nên chúng ta phải hỏi cho được cái tuổi, hỏi cho được cái cơ chế chấn thương để tiến lên mức độ nặng của thương tổn, liệu thương tổn phù hợp gì không. Ví dụ giống mình đang đi dưới đường ngã, mình nhân ngã như thế nào, tôi đi trên bậc cấp trên cái lề đường, mình chỉ thấy bệnh nhân có xia chân ngào ngã khác với trường hợp ví dụ bệnh nhân khai mình chỉ họ bị một chiếc xe 12 vụ hồi tổng chẳng hạn, tiến lượng mức độ nặng khác nhau đi, tiến lượng mức độ khả năng thương độ phù hợp khác nhau đi, cho nên bắt buộc mình chỉ phải hỏi chuyện đó. Môi trường tương tự trong gãy xương hở rất quan trọng đúng không. Ví dụ bệnh nhân nói gãy ở trong cái nông trại nuôi gia súc chẳng hạn, đương nhiên phải thương phải bằng rồi lúc xảy ra tai nạn lúc nào, dù họ nói xảy ra từ ngày hôm qua, ngày hôm qua bây giờ chưa điều trị gì cả, câu chuyện là khác. Thì mình chỉ nói bệnh nhân nói tôi mới bị gãy cặp đây rồi khoảng hơn tiếng hô và tôi được dùng kháng sinh rồi, như vậy là rất là tốt, tiến lượng nhiễm trùng, nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ khác hẳn. Rồi cái diễn tiến từ lúc đó tới tận bây giờ như thế nào, sơ cứu như thế nào chúng ta phải hỏi rồi. Giả sử như bệnh nhân một cái gãy xương hở, bệnh nhân sau đó được băng kín, băng gạc sạch, rồi băng ép lại bất đồng bằng nẹp bột thì thấy hoặc là nẹp gỗ rất là tốt. Nhưng mà bệnh nhân khai là tôi cũng làm gì, tôi thấy chảy máu của quả rồi tôi lại cọ nhai nhẹt của vết thương, lại thuốc lá nhai nhẹt của vết thương cho cầm máu, rồi sau đó thì cũng cầm được, cho nên bọc cái tay thật chặt làm cái rô rồi đem lên viện, thì mình chỉ sẽ thấy tiếng lường khác hẳn nhau không thôi. Nguy cơ bị chứng rất cao trong trường hợp mà làm gà rô, thậm chí có thể mất luôn cả cái tay nếu như mà gà rô kẹo quá dài. Ôi, hoặc là mình nên nhét cả cái vật như thuộc lạ vào, nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Đó, thế đấy, chúng ta phải hỏi những cái vấn đề này, đó là những vấn đề cơ bản và cần phải làm trước khi mà đi vào chi tiết khám cụ thể nhanh. Vậy thì khám người bị nạn chúng ta sẽ làm cái gì? Mình chỉ ở một điểm hết sức cơ bản, bao giờ cũng ABCDEF, ABCDEF, A là mình chỉ rõ rồi, airway, xem thử, xem thử, mình chỉ nghe có rõ không? Vì nhiều rồi chứ không? Dạ không thầy ạ. Vì thầy nghe có tiếng u, muốn biết là của bạn nào mở micro lên hay sao mà thầy giọng nhỏ giống như cọt á. Dạ không có sao vậy thầy? Thì mình chỉ airway có nghĩa là mình chỉ phải đánh giá xem thử là mình nhớ có cái biểu hiện của tắc nghẽn đường thở không. Ví dụ mình nhớ bị một cái tổn thương mà vùng hầu họng làm sẹp một cái vùng thanh quản khí quản vòng đầu chẳng hạn, đó là bệnh nhân bị nuốt phải dị vật chẳng hạn, trong tai nạn nó ví dụ vui lấp chẳng hạn, có rất nhiều dị vật đất cát bay từ thùng hỏa khí nổ đàn bay đất bay từ lúc thì mình chỉ phải xem có thể bệnh nhân thở được hay không, thông qua gì biểu hiện xem bệnh nhân thở có hít không, nếu có khó thì thở vào không, một lần hít vào có thể lọt cắn mũi phòng họp trên được phòng dưới lọt xuống rồi có dán xương mà họp luôn đúng không? Vì tắt cái micro đi á. Dạ. Thì như vậy thì là chúng ta sẽ xác định một cách nhanh chóng ngay tức khắc đi. Rồi mình lên đây đi. Nếu mình nhắn có thể nói được với mình thì chúng ta rằng cái airway là ok đúng không? Cái hai là xem B là bridge, xem thử mình nhắn thở hiệu quả không? B
vì nhiều trường hợp bệnh nhân gan có chấn thương ngực chẳng hạn như bệnh gì sẽ lại lỡ chảy máu hoang phổi này, tan khí trong hoang phổi này, rồi bệnh nhân có thể có cái mạng xương di động này, cái lo xương xương động nên thở hiệu quả, rồi bệnh nhân có thể có cái do hôn mê, bộ lo hô hấp, do nhiễm toán hay nhiễm kim sâu chẳng hạn, là có cả cái kiểu thở bất thường như là sinus stop hoặc là Cushmo trong trường hợp những trường hợp chấn thương sọ não kèm theo này, và chúng ta phải tìm ra được cái này, nghi ngờ và làm thêm cả xét nghiệm bổ sung liền. C thì chúng ta có hai C, một C nhất là circulation, mình chỉ xem nó hình nhân có cái chọn không, chọn nhân viên nào, nhân nào, chọn do đâu, hay là chọn do mức một nhân thần kinh hay thể dịch. Nếu như chọn do đâu mình chỉ dùng giảm đau bất đồng nhân sẹo, nhưng mà chọn do nguyên nhân mà thể dịch đúng không, do mức một thì mình chỉ được tiếp ngay coi tiếp lại dấu hiệu của cái mức một ấy, và chúng ta sẽ cần thì làm các cái xét nghiệm để tìm kiếm như là chụp CT bụng, ví dụ như là chúng ta chụp CT bụng hoặc ngực để tìm người chạy một cống, rồi chúng ta làm cái mức máu rồi để tìm có thử có giảm hemoglobin rồi giảm thì hematocrit hay không, đó chẳng hạn như vậy, tìm ngay cái vị trí nào đang chảy máu để mới họ sử dụng liền. Rồi coma, C thứ hai coma xem được những hôn mê không, mình chỉ làm giả thông qua tham điểm last go. Cái dê thì chúng ta có 2 đến 3 dê. Dê thứ nhất là trust, xem được những có dùng thuộc gì đặc biệt không. Thì mình chỉ phải chú ý cái chuyện này này, ví dụ giống như một ví dụ thôi, ví dụ mình đang xài insulin do mình đang bị đái tháo đường. Thì sau khi mình đang tiêm insulin xong là họ sẽ ăn để tránh hạ đường huyết. Nhưng mà có những trường hợp đặc biệt bất thường, họ tiêm insulin xong sau đó chưa kịp ăn cho nên họ bị hạ đường huyết, và khi họ ngã thì gây gãy xương, bệnh nhân được đưa vào viện trong một buổi chặt vùng gãy xương cộng với tí giả có thể lơ mơ do hạ đường huyết, nhưng mà chúng ta không xác định được cái này lơ mơ là do chấn thương sọ não hay là do hạ đường huyết hay khi lúc bệnh nhân vào viện, đúng không, cho nên mình chỉ sẽ tập trung vào việc là bất đồng mình xương gãy, khả mình xương gãy rồi đưa bệnh nhân đi chụp cả CT scan, trong khi chúng ta bỏ qua một cái giai đoạn rất quý giá thì chúng ta chỉ cần truyền đường bệnh nhân vượt qua cái lơ mơ ngay trước mặt này, và trong trường hợp là nếu bệnh nhân mà không được truyền, bệnh nhân đưa đi làm CT scan mất 15 2 phút thậm chí nửa tiếng nữa, đôi khi bệnh nhân hôn mê do hạ đường huyết luôn đó, cho nên mình chỉ việc là phải hỏi xem bệnh nhân có dùng cái gì đặc biệt không. Rồi những cái bệnh nhân ví dụ họ sai aspirin chẳng hạn, trong hiện nay mình chỉ họ mấy cái thuộc giống như là tận đông như là clopidogrel rồi mấy cái aspirin là người ta hay dùng để phòng ngừa tắc mạch ở người lớn tuổi đó, thì đó là một trong những nguy cơ nguyên nhân mà làm cho chạy bão chạy dài rỉ rạ mà mấy cái thứ nên chỉ phải hỏi để xác định cho rõ. Cái đấy tiếp theo nữa là disability, đấy disability có nghĩa là mất mất chức năng của cả cái trí, thì chúng ta thấy vẫn chỉ có chú ý này. Đây người ta muốn nhận mạnh về chuyện nguyên nhân do thần kinh, gãy xương chắc chắn mất chức năng cái trí rồi đúng không, nhưng mà ngoài ra một số trường hợp anh chị sẽ thấy nhân họ mất chức năng cái trí do nguyên nhân thần kinh kèm theo nữa, thì chúng ta phải khám đánh giá thần kinh của cả cái trí và xem có yếu liệt hay không, và yếu liệt là những nguyên nhân trung ương hay nguyên nhân ngoài biên mình chỉ khám nhanh để phát hiện ra liền. Cái tiếp theo nữa là mình chỉ thấy là xem có thể mình nhân có bị phơi nhiễm những yếu tố gì không, ví dụ giống như là bệnh nhân bị gan xương hở trong môi trường mà bẩn chẳng hạn, thì bệnh gì phải tìm liền, bệnh gì phải tìm để xem nó thử có đúng là nguy cơ nhiễm trùng cao hay không, thì cũng F là sẽ xem thì bệnh nhân đã tử vong hay chưa, thì đó là những yếu tố cơ bản mình chỉ làm trong vòng 2-3 phút. Mắt thì quan sát, miệng thì hỏi bệnh nhân, tay thì hoặc mặt đó, để nhịp thở bệnh nhân, rồi người phụ trợ tạo bệnh gì có thể đó được đáp để xác định ngay tức khắc xem có thể bệnh nhân của bệnh gì có bất thường hay không nha. Chủ đề
Rồi sau đó có bước thứ hai mình gì sẽ khám gãy xương gãy nhằm mục đích chỉnh mọi gãy xương thì chúng ta biết rồi, chúng ta dựa vào cả cái triệu chứng chắc chắn này, dựa vào triệu chứng không chắc chắn để giúp chúng ta chẩn đoán. Thì chắc chắn mình chỉ sẽ có ba dấu hiệu đó, dấu hiệu là tiếng lao xào rồi bị vàng rồi tiếng bất thường, đúng không? Rồi không chắc chắn thì mình chỉ sẽ có bầm tiếng muộn, hạn chế vận động rồi triệu chứng đau. Giờ đây chỉ nhắc mình chỉ một số điểm như thế này này, khi một bệnh nhân mà sau một cái chấn thương mình chỉ nhớ luôn luôn nhớ trong đầu một cái chuyện mình gãy thì phải có chấn thương, chấn thương có thể nặng có thể nhẹ, nhưng mình gãy thì phải có tác động, chẳng thể tự động ngồi được mà tự nhiên cái xương gãy được. Lực có thể mạnh có thể yếu thôi. Xuất hiện cả cái triệu chứng chắc chắn thì mình chỉ mình đang gãy xương rồi, nhưng mà nếu như không có các dấu hiệu chắc chắn thì chúng ta không loại trừ được bệnh nhân có gãy xương hay không, bệnh gì bệnh nhân điểm đó nha. Nếu như có gãy có chắc chắn thì có gãy xương, nhưng mà có chắc chắn thì có gãy xương, nhưng mà xuất hiện cả cái điều chỉnh không có dấu hiệu chắc chắn thì không loại trừ được có gãy xương hay không. Rồi mình chỉ đợi cho tí. Nên bây giờ mình chưa có nhiều giờ lại chưa cơ như gì thì quá đơn hả như gì thì quá đơn hả không cứ em thôi quen chị em giúp đỡ nhau thôi thì chuyện chắc chắn là gì bị dạng là một này điện là sỏi xương là hai này cửa đông bất thường kiểu như cục giả là ba biết chưa bị giá này cái này cũng quạt qua trong cái liên đấu thì nhắc bệnh gì này một cái dấu hiệu quan trọng bệnh gì cần chú ý, tức là đau chỗ ổ gai là bình thường rồi đúng không, khi mà ẩn dọc đến tại ung chi đến tại cái ổ gai thì những đau thì nó ai biết rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp do đụng dập phần mềm ở tại chỗ này bệnh chỉ ẩn vào mình chỉ thấy bệnh nhân cũng đau vậy thì trong trường hợp đó làm thế nào chúng ta phân biệt được đau này do gãy xương hay đau do dùng dập phần mềm thì chúng ta phải dựa vào dấu hiệu vô gọi thì sao, có nghĩa là mình chỉ dùng tay mình chỉ đẩy từ gì gọt chén nước mạnh mạnh lên thì mình chỉ sẽ thấy gì bệnh nhân than phiền đau ở ngủ cả, trong trường hợp dùng dập phần mềm thì chắc chắn bệnh nhân sẽ không đau, cho nên mình chỉ ở đây là một cái điểm rất quan trọng trong phân biệt để gãy xương. Còn lại này trong việc dấu hiệu mà hạn chế vận động mất cân bằng bệnh chỉ nhớ này. Có thể có hạn chế vận động thôi, không phải là luôn luôn mất cân bằng, thì gãy cái bệnh nhân cũng hoàn toàn cử động như bình thường. Bây giờ chúng ta quay lại vì sao mà có triệu chứng chắc chắn thì chắc chắn là gãy xương, mà không có triệu chứng chắc chắn thì không loại trừ được, thì mình chỉ biết rồi có những kiểu trường hợp gãy cái này, trường hợp gãy không hoàn toàn, những trường hợp mà gãy có hai mặt gãy cơ treo một giải mặt gãy thì mình chỉ sẽ không có các triệu chứng như thế này, mình chỉ sẽ không thấy có cái biến dạng rõ, không thấy tiếng lao xào, không có cái đau bất thường, đúng không? Đó, mình chỉ chú ý chứ không phải là cứng nhắc lúc nào phải như vậy là mình chẳng có gãy xương. Về khám chỉ gãy thì chúng ta sẽ tập trung một khám lý thương tổn một phần mềm này, có thể thêm một phần mềm là một này, chúng ta đánh giá tương lai từ một chí là hai này, ba là chúng ta đánh giá cái thương tổn của thần kinh và cả biến chứng xa ở gãy thì cụ thể thì thương tổn phần mềm như vậy gì đời cho tôi bình thường, cái chấn nó thì bình thường, gãy hở kìa, này cái xương đâm lo đang này,
Cái này thì tay đúng không? Tay tay như cái nách này tay. Cái này chắc bị trẻ mà ta. Cái gì đây? Khoa này ít nguy cơ tử vong hơn. Làm gì nữa? Thường nếu mà tử vong thì nhất là do cái gì? Thứ nhất là do bị sốc. Thứ nhất là sốc giảm thể tích. Nhiều như vì chấn thương ở động mạch rồi gì đó, mà máu chảy nhiều mất máu rồi sốc giảm được chết sốc chết rồi. Sốc đau nghe mà. Sốc vô đau. Sốc vô đau rồi chết không? Chị cái nguyên nhân chi? Sốc như sốc thì việc ngắn được sốc là sốc nhiễm trùng. Cái này thì nhiễm trùng thì để lâu, không sửa trị vết thương là gì nhiễm trùng. Nhiễm trùng nó cạn lên đi. Thì chết liền nhiễm trùng để nhiễm trùng huyết thì nguy cơ rất là cao. Không gì rồi, chết đang tháng lại nè. Đang tháng lại nè. Thôi tắt mic rồi, chắc có ai gọi. Tôi đi khoa đi này. Chị đang băng tim mạch được, tim mạch ngừng tim cả chết, tim ngừng đập cả chết, loạn nhịp cả. Nếu mở cái tim cả thì nằm im đó. Mới sửa nha, nếu mở cái tim nha. Ngừng chết luôn, đặt cái stand luôn, cả đầu tim đập tự mở lại bình thường, cả đầu sống như chưa gì xảy ra luôn. Thế đó. Tim mạch can thiệp á. Đã. Tại cái mức mà kinh tế mức đấy đập tiếng đau cực khó thở kiểu tiếng đập yếu siêu đập chặt kia cái can thiệp vô cái gì đó phải troca trong mộ rồi luôn cái ống vô chụp phát luôn ống vô đó đồ mình quay này luôn vô chụp phá can thiệp vào một hẹp can thiệp vô đặt cái sơn tan luôn là thì người ta thấy hoặc là chỉ một vết thương đơn thuần trên vùng mềm đơn thuần hoặc là người ta thấy là một cái gãy hở loi luôn cả xương ra lồ xương ra nó em thấy như ở đây vết thương mềm bị kẹt. Nhưng mà trên trường hợp như này nó phải lồ cái xương bên ngoài, gạo rồi xương bên ngoài hoặc là cái đứt gân liền của cái chi. Thì chúng ta xem thử cái vị trí của vết thương nằm ở đâu này, liên quan tới các cấu trúc khác như thế nào, rồi liên quan đến cái đường đi của mạch máu thân kinh, những cái thể cơ như thế nào, rồi khả năng là nó thừa thốn đâu. Tuy nhiên mà em nhớ một điểm là ở tại cái phòng cấp cứu thì chúng ta không cần phải thảm sát cái vết thương, chúng ta chỉ đánh giá sơ bộ thôi, còn lại việc thảm sát chính xác vết thương chúng ta sẽ làm ở trong vùng một. Thì đối với gãy xương thì hiện nay mà em biết là có nhiều cái phân loại, trong đó gãy xương chính, cái phân loại của xe và cả được sử dụng khá nhiều như là bụng độ, tùy theo mức độ thương tổn phần mềm, dù không có thể thương tổn phần mềm thì nhẹ cũng đáng kể, độ 1 xây sạc giá thôi và xương gãy đơn giản, còn độ 2 thì có thể xương đầu gãy phức tạp này và xây sạc giá nhiều hơn, thì thương tổn giá nhiều hơn nhưng mà nó vẫn còn khu trú. Cho đến độ 3 thì thương tổn lắp rồi dập nát cơ và sẽ có khả năng là chạy khoan tổn thương cả một vòng chỉnh của chi. Thì mọi việc là cái đồ mà càng cao thì tiên lượng nó càng xấu, tiên lượng về mặt liên xướng, tiên lượng về nguy cơ biến chứng. Rồi một cái khái niệm nữa cả em cũng đã làm quen đó là gãy xương hở. Chúng ta hiểu khi nào mà ổ gãy thông môi trường bên ngoài thì gọi là xương hở, đúng không? Và hoặc là và chúng ta chẩn đoán chính xác cái gãy xương hở là khi chúng ta cắt lọc trong hình mổ thì nhờ câu đó tính biệt đó phân độ về theo mô silo thì cái này trong bài gãy xương hở mà em học rồi
Hồi tiếng Nhật con đánh giá tình trạng cái mẫu chi thông qua cái 6F à 6P. Thì trong đó cái P đầu tiên là pen là mình chỉ nhận là quan trọng số 1. Còn cái P cuối cùng là pressure là chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Vì nhiều cái yếu tố hiện nay người ta thấy rằng cảm lực thay đổi theo bệnh nhân, theo từng người, theo khả năng chịu đựng từng người. Nên mặc dù có những trường hợp chúng ta nói là 30, 40 minh mà thực ra những bệnh nhân sau đó vẫn không xuất hiện cả cái điều trị một em con. Vẫn chỉ chú ý đến đó. Đây là hình ảnh mô tả một cái máy đo áp huyết khoang này. Còn đây là phương pháp đo quái sai là kinh điển. Tương tự thần kinh, thì tương tự anh chị phải đánh giá cái thiên tổn thần kinh trên cả vùng chi đó. Chứ đừng một đơn thuần là nghĩ rằng thiên tổn chỉ xảy ra ngang ở cái vùng đó, à gãy xương trở xuống đó thôi thì không có chính xác. Ví dụ trong trường hợp này anh chị thấy cái gãy xương đòn, gãy cổ xương vai đều có thể gây ra thiếu đột làm rối thần kinh đấy, do nhổ giật cái rễ thần kinh ra khỏi cái tủy sống. Thì chú ý cái việc này. Vậy thì chúng ta chẩn đoán ngoài lâm sàng chúng ta còn tiếp tục dựa đến X-quang, CT scan, MRI, siêu âm và bone scan. Thì cái này mình chỉ biết rồi, X-quang chúng ta dựa vào thẳng liên chất và một số trường hợp tư thế đặc biệt như là sinh xuyên đúng không? Vì sao thì mình chỉ chụp cái phim, nếu mình chỉ mà chỉ chụp một cái phim dù trong trường hợp này chúng thẳng thì rất là phức tạp, nhưng tuy nhiên rất là đơn giản do cả hình nằm trong với nhau. Chúng ta chủ quan và xem một phim chúng ta sẽ bỏ số sọt và tương đồng và tiếp khác. Như vậy thì X-quang sẽ giúp cho mình chỉ chẩn đoán được cái gãy xương này, vì cái gãy kiểu gãy kiểu di lệch rồi có trạch hợp phối hợp với khác phần nào đó gợi ý có cái thương tổ phương mềm trong một số trường hợp từ gãy trên lầu cầu gãy xin lỗi tại gãy hợp có thể chúng ta thấy có khỉ ngon vào trong một gãy chẳng hạn thì giá thì giá tiếp mà thôi. Một số hình ảnh mà anh chị có thể xem. Ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn, anh chị thấy nếu như mà đối với chị Bình Chi có hai xương song song, nếu chúng ta không có chụp để có hai đầu xương thì chúng ta phải bỏ sót thương tổn ngay tức khắc. Trong trường hợp này có thể đó là một cái gãy Galeazzi của những gãy một ba dưới của xương quái trong với trạch hợp của dưới. Mình chỉ thấy cái đầu thì sử dụng được ba sáu hàng trên phim miếng thì đã được thành hạ thấp cái cực hạ rồng đó mà đầu sử dụng thấp hơn đầu sinh quái là bất thường này, bình thường cái đầu này của trên sinh quái được khoảng 20 mm, bây giờ thấp hơn thì phim miếng thì đã thành bậc hạ ba sáu. Rồi ví dụ như trong trường hợp này chúng ta phải chụp cái thể đặc biệt đó, mình chỉ thấy đặc biệt đúng không? Đó là vì sao? Vì cái xương xuyên nó nằm nắp ở dưới cái xương quái ấy. Nếu như ta chụp cái phim thạc bình thường thì nó sẽ không phải được xương xuyên. Vì vậy mà chúng ta phải chụp trong cái thể nghiêng này cổ tay về phía trụ và mình chỉ thấy là nghiêng này thì bàn tay lên thì lúc đó xương quái cái xương xuyên mà mình hiện rõ là điểm từ phía sau. CT scan thì chúng ta chủ yếu chỉ định cho những trường hợp mà gãy xương bệnh lý thôi và những trường hợp mà gãy nội khớp phức tạp chúng ta chẩn đoán được trên phía sau thông thường. Đó, trên phía sau thông thường ví dụ giống như là gãy ở ổ cối chẳng hạn, đó ví dụ như này gãy thân trước thân sau hai cái hình này trên phim X-quang rất dễ nhầm lẫn do chụp trong lẫn nhau. Thì đối với CT scan mình chỉ thấy đây là gãy ở thân trước thân sau xuyên một khối vân vân,
cho chúng ta trong việc chẩn đoán một cái ví dụ minh họa mình chỉ đây là một trường hợp đặc thù này, và thầy trên phim score chúng ta vẫn có thể đánh giá được chúng ta đấy. Tuy nhiên chúng ta phải chụp rất nhiều tư thế khác nhau. Cái thứ hai nữa đêm nữa đó à, có cái mặt gì đấy, có mặt gì nhỏ đây chúng ta cũng không biết mình gài từ đâu. Thì trên phim CT scan chúng ta thấy đây là mặt vợ và đây là một cái gài của thân sau của đầu gối cộng mặt trạch à, do cái tròn khi đi ra sau thì là cho sáu. Thế nên đây là một cái diện ba đấy là mình chỉ thấy khi trạch ra sáu thì đẩy vỡ luôn cái bờ của bờ sau của cái cổ cối và đẩy cái mặt này ra về sau à, thì CT chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng. Rồi em ra mình chỉ thấy gãy kín đạo này, rồi gãy xương do mỏi này đó, gãy do stress đó, rồi gãy cả cái đầu xương xuống xương cái này với chụp X-quang chúng ta cũng thấy à, chụp CT scan đôi khi chúng ta cũng thấy được cái tình trạng xuống huyệt ở trong xương như này thì em ra cho chúng ta thấy được cái mặt này. Bone scan tương tự sẽ cho mình chỉ chụp tịnh mọi nghĩ bị gãy xương à, tuy nhiên với cái đồ dày không phải là cao lắm thì mình chỉ nhớ về cơ bản để một cái bệnh nhân gãy xương chúng ta chỉ có chụp X-quang là một cái hai trong trường hợp khó chúng ta có thể chụp thêm rái cả trường hợp gãy bệnh lý và một số trường hợp đặc biệt gãy bệnh lý và gãy do mọi người ta sẽ sử dụng cái âm ra. Rồi mình chỉ có thắc mắc gì trong một phần này rồi. Rồi em có thắc mắc gì trong một phần này không? Rồi em có thắc mắc, có câu hỏi gì trong cái phần này các em có thể hỏi. Dạ em có thắc mắc gì trong phần này không? Không ạ. Rồi nếu các em có thắc mắc gì trong phần này thì chúng ta đi qua cái phần quá trình liên xương ấy. Sau khi chúng ta qua phần quá trình liên xương thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 5 phút rồi chúng ta học tiếp cái phần điều trị. Đây thì quá trình liên xương á, mình chỉ nhớ là trải qua 3 giai đoạn đầu gãy vòng viêm kéo dài trong vòng 48-72 giờ đầu, sau đó đến giai đoạn tạo can, tạo can đấy đầu tiên là tạo can sụn, sau đó chuyển sang can sớ và sau đó nó ngấm xương trở thành can xương và cuối cùng là giai đoạn bình chỉnh thì nó kéo dài nhiều tháng hay đôi khi kéo dài cả năm trời để tạo lại cái tủy, tạo lại cái vỏ xương cứng bên ngoài đủ mạnh để mình chịu lực. Thì mình chỉ thấy trong cái giai đoạn viêm đầu tiên đó là quá trình hình thành của cơ bộ tủ cực kỳ quan trọng, chính là sự hình thành của cơ bộ tủ tạo điều kiện thuận lợi để cho các cái huy động các cái mediator, các cái chất chuyển hóa trung gian này, các cái nguyên tập tế bào về vùng mổ gãy để nó dọn sạch các cái tổ chức dập nát hoại tử, gầm mòn các cái đầu xương, các cái chôi xương vân vân, nó tạo thuận lợi cho các cái chôi mạch tăng sinh đâm xuyên qua, hình thành cái mô collagen kết nối hai đầu xương lại tăng sinh mạch. Rồi sau dựa trên nền tảng đó cả cái cả cái tạo cục bao đó, nó sẽ tạo xương mới thay thế cho cái mô sơ sùn đó. Rồi mình chỉ sẽ thấy là trên cái nền tảng đó thì cái khối can ban đầu nó dựa trên cái hình dạng của cái khối mô tủ, cho nên là thường nó rất là lớn, nó không đẹp. Trong quá trình bình chỉnh, chỉnh vai trò của thủy cục bao nó sẽ bao mòn những cái vùng xương lồi, đồng thời tạo cục bao nó sẽ bù vào những cái vùng xuất huyết để chỉnh dần cái hình dạng của cái xương. Chúng ta thấy đây, dù giống đây là giai đoạn can sơ sùn này, ở đây chúng ta thấy là giai đoạn can xương này, và đây là giai đoạn mà đang bình chỉnh dần, lành dần. Có thể thì các em có thể xem một cái ở đây, các em có thể xem một cái clip đấy để hiểu. Thì trong quá trình liên xương đó, một số trường hợp mà em thấy là thì cái xương nó thẳng trục, cái cán ở trung tâm từ ống tủy này nó dính mọc dính với cái cán ở ngoài biên từ màng xương,
thì nó sẽ vào nên mình làm một cái gọi là cán lật, cán lật của cái xương. Nó xương nó vẫn liền nhưng mà nó lật trục. Thì các em phải xem cái mặt cái clip của trần liền xương diễn ra như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy là cái xương bị đứt gãy. Chảy máu ở ổ gài từ mặt xương, từ màng xương xung quanh quy tập cả tế bào, cả cái yếu tố cả mediator đó, trong vòng 8 giờ đến 24 giờ mình chỉ thấy tăng cái cung lượng máu đi đến đó, kích thích tăng cung lượng máu, tăng từng thẳm thân mạch rồi bắt đầu cả cái fibroblast và cả nguyên bộ sợi đó ấy tăng sinh, kích thích dưới tác động của các cái mediator đó. Nó tập trung tăng sinh ở vùng đó, rồi các cái tế bào xương từ xuất phát từ các cái tế bào mầm, từ các cái stem cell biệt hóa trở thành các cái osteoblast, tức là tạo cục bào đó, cái màu xanh đó chính là tạo cục bào, bắt đầu là sinh xương, tìm cách bo kết nối giữa hai cái đầu xương là dần dần mình chỉ thấy phù và thay thế bằng cái mô, các cái mô sợi collagen, mô sơ, cái sơ sợi, mô sơ sợi, các cái mô collagen, rồi sau đó tăng sinh mạch kết nối hai cái đầu xương gãy lại. Rồi các cái hủy cục bào ấy, osteoclast mình chỉ thấy bắt đầu đi dọn dẹp các cái phần mà xương thừa, xương vùng vân vân, rồi các cái đầu xương xù xì xô xát. Hai quá trình song song xảy ra, vừa bào mòn xương, xương phần xương xương chết, xương tụ, xương hư, và đồng thời quá trình bào xương nó song song để tạo ra xương mới. Thì mình chỉ thấy lúc này đó, trong ở đây này chúng ta thấy cái vai trò này, hai vai trò quan trọng ở đây ngay cả một những bạn này đó, mình chỉ thấy tức là từ cái màng xương, màng xương mà vào thôi, khối can này ngoài kia đóng vai trò quan trọng nhất trong cái liền xương, bởi vì can trung tâm nó quan trọng bằng là vì sao, vì khi cái xương gãy á thì mình mà ở trong lòng tủy bị thiếu thốn rồi, cho nên cái can là sự phát triển không có mạnh mà nó tầm hết, trong khi ở ngoài biển thì cái màng xương nó chưa bị lắp hoàn toàn, do đó nó sẽ phát triển cái can ở ngoài biển tốt hơn, do nuôi dưỡng máu tốt hơn. Mình chỉ thấy trong vòng 3 4 tuần các cái tạo cục bào, tạo lên cái bộ xương ngậm canxi này, ăn xin lỗi ngậm muối ấy, ngậm cả cái chất khoáng đó, cái nền tảng là các sợi collagen đó, còn gì thấy anh nói mình gì thì nhận điểm này, khi mình chỉ nói tới cái xương là mình chỉ hay nghĩ cái đấy cái cục xương cứng, cái cục xương cứng đó chỉ là cái khung collagen thôi, và còn ngậm chất khoáng lên cứng, nhưng mà nó không phải là thành phần quan trọng bậc nhất của xương, mà chỉnh tế bào xương mới là cái quan trọng, như tế bào xương mới tạo ra xương mới. Và xương chúng ta mình chỉ học có thể học thôi trong cái chu trình xương, thì trung bình độ khoảng 3 6 tháng thì xương cơ thể chúng ta lại thay đổi một lần dựa vào chu trình xương. Đây mình chỉ thấy cả tế bào xương nên cả tế bào nó cái chụp đấy, như cái mình ghi điện tử đấy, hệ thống mình chỉ thấy nó tạo thành các cái cầu nối giữa các cái bộ xương liên tục khắp trong một bộ xương, cái chỉnh cái đó nó mới tấn tạo, nó điều chỉnh tất cả các cái quá trình những liên xương, nó tạo các cái xương vải này, xương dị dạng vải, xương dị dạng vải thì xương ở thời điểm này nó chưa có đủ cứng nhưng mà nó tăng sinh rất là mạnh, thì sau đó mình chỉ thấy sống sau cùng lúc nó tạo từ xương dị dạng vải nó tạo thành các cái bè. Và ở thời điểm này thì chúng ta thấy đi, nếu như mà chúng ta chụp X-quang lên chúng ta thấy khối can khá lớn, khối can xương khá lớn, phi đại. Sau đó trong quá trình bình chỉnh thì hủy cục bào, mình chỉ thấy nó đi bào mòn cả chỗ này đi, bào mòn cả chỗ lôi đi, tạo cục bào thì nó bu là đến phía chỗ lõm, nếu như có lõm, còn những phần lôi, phần gọi là những cái phần chịu lực cắn thì tạo cục bào nó sẽ bị nó bào mòn đi. Làm tiêu dần cũng gì thấy nó ngậm cả ngậm khoảng rồi mà tiêu dần cả cái mô collagen nó đi, tiêu hủy dần đi để cho đều đều dần
từ xưa. Thì quá trình này là quá trình mình chỉ việc là dựng ra cái nhà. Mình gì thấy quá trình này thấy gì mình gì người ta ghi kéo dài hàng tháng để hàng năm. Và chúng ta thấy trên cái phim score lúc nãy à, cái xương bây giờ đẹp hẳn thẳng thân đều đều đang nó khác với cái năm của lúc nãy nhá. Yeah. Vậy thì những yếu tố nào mà mình mình có thể lên xương mình gì thấy những yếu tố tại chỗ để con thân mình nhấn hoặc là do chỉnh chế phương pháp kiểm xương của chúng ta. Ví dụ như này, nếu như mà tại chỗ này ví dụ chúng ta nặng tốt thì đương nhiên hai một cái ngạp là tốt thì xương sẽ liền tốt. Chúng ta bất đồng không có đủ vững bệnh nhân cử đồng thì đầu gãy nó cứ nhúc nhích thì mình chỉ sẽ thấy gì à, cái cán mới, cái cán non, kể cả cái sợi collagen mới hình thành đứt gãy, cho nên có cái liên xương nó sẽ bị giãn đòn. Rồi khối mô tu à, đây là một cái vai trò rất là quan trọng trong quá trình liên xương này. Nếu mình chỉ mổ hở, mình chỉ tháo bỏ khối mô tu thì quá trình liên xương bị rối loạn, cho nên tầm liên xương so bình thường. Mình chỉ nhận ví dụ một cái gãy càng chân, mình chỉ mổ bộ khoảng 8-12 tuần rồi mình chỉ tháo được cái trong nhau đi ra được rồi. Nhưng mà nếu như mình chỉ mổ kẹp xương thì mình chỉ có thể bằng đặc biệt chẳng hạn mình chỉ bóc tách mang xương rồng, mình chỉ phải lấy bỏ khối mô tu. Thì trong vòng 8-12 tuần mình cho mình nhận đi, mình chỉ cẩn thận, mình chỉ và mình thì thấy là phải sáu thường là phải sáu một năm để năm rưỡi mình chỉ được tháo xương thiệt, lúc đó cái xương mình chịu lực không thôi đó, chính là do người ta tháo bỏ khối mô tu thôi. Thì đây là một ứng dụng rất quan trọng trong điều trị liên xương gãy xương và bệnh nhân hoặc là người nhà họ có thể thắc mắc của mình chị. Thì câu hỏi giả sử bệnh nhân tới mà mình chỉ chưa có mổ được, mình chỉ chưa có điều trị được mà do bệnh lý phối hợp là rồi vài ngày sau mình chỉ mới mổ thì thông thường mình nhớ là thắc mắc mình thì như vậy thì cái xương có bị hư không, cái xương có bị thủi không, rồi cái chân đó sau này, cái tay đó sau này có mất chức năng không, thì mình chỉ giải thích cho họ một cách hết sức đơn giản như này. Nếu như anh để sau 48-72 giờ anh mổ thì cái khối mô tu hình thành sống tốt rồi, thời điểm đó mổ xương sẽ liền tốt hơn là chúng ta mổ ngay từ đầu, cho nên không có gì lo lắng hết. Tuy nhiên cái nhược điểm của chúng ta mổ chậm là gì, đó là có thể phù nề, phù nề tăng lên do cái gì à, biến dạng của xương do khối mô tu à, cản trở tuần hoàn trở về. Thì trong trường hợp đó chỉ biết một số một cơ sở điều trị ở ngay ở nước ngoài, ví dụ ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc chẳng hạn, rồi cả gãy xương người ta mổ vào khoảng ngày từ 5 đến ngày thứ 7 sau khi gãy, từ sau khi mà xương đã hình thành khối mô tu, sau khi mà phù nề đã giảm lúc đó người ta mới mổ. Nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để giải thích để cho bệnh nhân họ yên tâm. Rồi kiểu gãy chẳng hạn, ví dụ gãy phức tạp chắc chắn xương phải chậm liền đúng không à, rồi một số tổ toàn thân mình chỉ là ví dụ giống như là bệnh nhân bị bệnh lý nội tiết như là đại tiểu đường, ví dụ như bisero chẳng hạn thì tương xương sẽ chậm liền. Rồi bệnh nhân dinh dưỡng kém, dinh dưỡng kém thì làm sao mà nó tạo ra được nhiều cái tiểu xương cho được à, cho nên liên xương chắc chắn nó sẽ kém, hệ thống cung cấp sợi collagen là giảm, tổng hợp collagen giảm thì chắc chắn là sẽ chậm liên xương. Rồi cả phương tiện kiểm xương, ví dụ mình chỉ làm kiểm xương đẹp đi, mình chỉ làm hắn khít hai mặt gạch hở nhau như thế này, giờ hai mặt gạch hở nhau như thế này thì không cách gì bệnh nhân đi lại mà làm cho hai mặt gạch áp lại được, và chỉnh cái phương tiện kiểm xương của mình nó sẽ càng làm cho hai xương ngoặt lại, cho nên là hai xương nó khó liền hơn so bình thường. Thì đó là một số ví dụ để mình chỉ thấy các yếu tố ảnh hưởng tại chỗ có thể toàn thân hoặc là do chỉnh cả cái phương tiện kiểm xương của chúng ta hiện tại này. Rồi các anh chị có thắc mắc gì trong cái phần này được không? Thì chúng ta đi qua phần điều trị gãy xương. Nếu như các anh chị trong khi các anh chị suy nghĩ có thể chúng ta nghỉ 5 phút, thế bây giờ là kém 20 từ 2:40 chúng ta nghỉ tới 2:45 ta học lại. Dạ thôi. Thank you.
con 5 miệng trắng. 5 vẫn. Xin quá, xin quá, xin quá. Xin quá, xin quá, xin. Thầy nghỉ là 5 phút. Em chuẩn bị thay phút này nữa. Đi đi lại xuống. Phải đi đi chắc phải đi lại. Thầy có bảo là gãy xương đi kêu.
Rồi, còn bạn có câu hỏi này. Gãy xương nên chờ khỏi mổ tù rồi mới mổ, vậy đối với trường hợp gãy cổ xương đùi sao lại nên mổ sớm? Đối với gãy cổ xương đùi vì sao nên mổ sớm thì mẹ anh chị phải nhớ một điểm như này này. Thứ nhất, đối với gãy cổ xương đùi á, chúng ta mổ sớm là vì nếu như chúng ta mổ muộn á, thì tỷ lệ tử vong sẽ cao. Bây giờ anh chị chọn giữa hai vấn đề liền xương và tử vong, liền xương và chết, anh chị thấy cái nào quan trọng hơn? Thứ nhất, ngay phần đầu tôi nói chúng ta cứu bệnh nhân trước, cứu vị trí sau, đúng không? Cứu xương gãy sau, cho nên ưu tiên một là phải cứu bệnh nhân. Như vậy chúng ta đó là một lý do thứ nhất này, nhưng chúng ta đòi hỏi chúng ta phải mổ sớm. Cái hai nữa, trong gãy cổ xương đùi thì hiện nay chúng ta thấy trên 50% các trường hợp là gãy nội khớp, đó là gãy đối với gãy cổ đầu trên của xương đùi thì 50% là gãy nội khớp, tức là 50% là gãy cổ xương đùi đó mà gãy trong bộ khớp. Như vậy thì chúng ta thấy này, nếu tính riêng trong cái tỷ lệ của gãy cổ xương đùi thì cái tỷ lệ mà gãy trong bộ khớp còn cao hơn nữa. Vậy thì nếu như khi mà gãy trong bộ khớp chúng ta mổ kín dưới xi am, chúng ta không mở gãy, thì chúng ta còn bảo vệ được khối mô tủ hoàn toàn tốt bình thường, đúng không? Cái hai nữa mình chỉ nhớ lúc trước ta nói rồi, nếu như gãy cổ xương đùi mà vùng trong bó khớp thì cái vai trò khối mô tủ hẳn cũng không lớn nữa. Là vì sao? Là vì cái dịch khớp nó làm cho còn khối mô tủ hẳn hình thành được, máu hẳn đông được, còn ra là vật vơ như động thành từng cục rơi rải ở trong cái khoang khớp, thì nó không thành một cái khối mẫu đóng kết cả hai cái đầu mà gãy lại với nhau được. Cho nên cái vấn đề là đối với gãy cổ xương đùi thì cái chuyện mổ sớm thì nó lại có nhiều ưu điểm khác tốt hơn, cần thiết quan tâm cho bệnh nhân hơn là cái chuyện thì chú ý tới cái chuyện nó liên xương không liên xương. Bạn Hằng có đồng ý như vậy không? Rồi, các bạn khả ai có câu hỏi gì khác nữa? Đó, một câu hỏi rất là tốt, nhưng mà mình gì chứng tỏ là mình gì có suy nghĩ, có học bài, có theo dõi bài giảng. Có cái gì muốn hiểu mình chỉ cứ hỏi liên cho đừng ngồi ngại gì hết. Nhưng để được khoảng thời gian nó lâu, nó bị thêm mở ngoài chứ có ảnh hưởng được cái diễn tiến của anh ấy. Tức là thời gian để bao lâu thì mình chỉ thấy này là tốt, đúng không? Thì lúc này chúng ta nói rồi, còn một ngày ở các nước phát triển, mình chỉ thấy ví dụ ở Nhật để trong vòng khoảng tuần nó mổ đó thời điểm tốt. Vì sao? Vì nó vừa hình thành của một tù tốt này. Cái thứ hai là mà mình chỉ nhớ một ưu điểm đặc biệt ở chỗ này, sau khi hình thành cái dòng đầu giai đoạn của một tù hình thành xong rồi, sau 72 giờ mình chỉ mổ, mình chỉ phá bỏ của một tù, quá trình liên xương vẫn diễn ra sinh lý như bình thường. Đó là cái ưu điểm rất đặc biệt trong quá trình liên xương. Do đó sau 72 giờ mình chỉ có mổ bất kỳ thời điểm nào cũng được hết, quá trình liên xương nó vẫn diễn ra giống như sinh lý. Tuy nhiên nếu mình chỉ mổ quá muộn, sau 3 tuần thường là có căn non ở gãy rồi, thì sẽ chảy máu ở gãy rất là nhiều. Đó, thường chảy máu gãy nhiều và nó sẽ làm cho bệnh kỳ khó khăn trong quá trình mổ, nó dính hai cái đầu gãy đã rồi, đôi khi nó mổ kín được nữa, ta phải mổ mở, chứ không thể mổ kín dưới xi am hoặc là kín được nữa, vì hai cái đầu xương dính lại chúng ta phải đục, đôi khi cân vào ta phải bẻ gãy hai cái đầu xương ra lại. Do đó thì cái thời điểm mà mổ có thể được xem là tốt, hoặc là mình chỉ mổ ngay từ đầu, để mình chỉ tránh được phù nề, để hai mình chỉ giúp cho bệnh nhân phục hồi chức năng được sớm hơn, quay lại trở lại sinh hoạt sớm hơn. Thì như vậy chúng ta chấp nhận cái chuyện gì, chúng ta không cần phải chờ đợi cái vai trò của đường liên xương sinh lý bình thường nữa, mà chúng ta dựa vào cái phương pháp kiểm xương chúng ta để tạo ra sự liên xương, hỗ trợ bằng cái phương tiện kiểm xương đó. Còn lại trong tình huống đang nói tự nhiên quên mất chị. Còn lại nếu như mà mình chỉ mổ nếu như do một lý do gì đó mình chậm lại,
chăm lại một vài ngày, 2-3 ngày thì có thể chúng ta đợi cho cái chi nó hết phu nê chúng ta sẽ mổ. À, thì như vậy thì thường mất độ khoảng 5-7 ngày, nhưng mà không nên để quá kéo dài, không nên để quá kéo dài. Đặc biệt một số cái xương, ví dụ giống như là gãy ở vùng ổ cối này, rồi gãy ở vùng xương gót này, đúng không? Thì mình chỉ biết cái quan điểm gãy ở vùng đầu dưới của xương chai. Thì cái quan điểm hiện nay cho tới hiện nay tỷ lệ biến chứng rất là cao, nếu ta mổ sớm trong vòng vài ngày đầu. Chính vì vậy mà đối với xương chầu, gãy ổ cối này, gãy xương gót này và gãy cái đầu dưới của xương chai, rồi gãy cái tranh chai ở bên dưới đó, thì mình chỉ biết thông thường người ta đợi trước đấy là người đợi từ ngày thứ bảy trở đi, cái điểm tức là sớm nhất là ngày thứ bảy, chậm nhất là sau 3 tuần là 21 ngày. Thì trong vòng 2 tuần đó, 2 tuần giữa tuần thứ nhất và tuần thứ ba đó là thời điểm mổ tốt nhất. Sau 3 tuần không mổ được nữa vì bắt đầu dính cứng rồi. Trước 1 tuần thì nguy cơ chảy máu rất là cao, nếu chúng ta mổ nguy cơ hoại tử biến chứng rất là cao, hoại tử da phần mềm xung quanh. Hiện nay thì xu hướng hiện nay người ta đẩy lên sớm hơn, thì có thể từ ngày thứ 5 trở đi chúng ta đã có thể mổ cho những trường hợp như vậy rồi. À, thì mình chỉ thấy rằng tùy theo xương, nhưng mà người cái quan điểm như vậy, hoặc là chúng ta mổ sớm ngay từ đầu, hoặc nếu muốn thì để từ ngày thứ 5 ngày thứ 7 trở đi ta mổ, nhưng mà tốt nhất là mình đừng để chậm sau 3 tuần. Còn nếu trong những trường hợp đến 3 tuần do bệnh lý của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, bệnh nhân vỡ tặng nặng bụng rồi phải mổ, tình trạng bệnh nhân thì cơ quan kia nó ổn định chúng ta không mổ được thì chấp nhận chúng ta có thể mổ 16, sau này nó can lịch chúng ta mổ theo kiểu can lịch, nó khớp giảm nó mổ theo kiểu khớp giảm, thì không phải là chúng ta bỏ tay trong trường hợp đó. Cho nên mình chỉ đừng có lo ngại cái chuyện đó. Rồi, các em có câu hỏi gì khác nữa không? À, nếu không có gì khác thì chúng ta tiếp tục trong phần thứ hai là phần điều trị gãy xước, thì phần này ngắn gọn hơn thôi. Thì mục tiêu của một cái điều trị gãy xương có thể rồi, thứ nhất là mình chỉ biết Âu họ đưa ra cái mục tiêu trong điều trị gãy xương của họ rất kinh điển, nhưng mà bây giờ mình chỉ biết càng ngày thì tiến bộ của khoa học kỹ thuật càng lớn càng nhanh, nên ngay cái mục tiêu của họ đưa ra hẳn thay đổi qua từng giai đoạn từ thời kỳ, nhưng mà cơ bản thì vẫn dựa trên các yếu tố như sau. Thứ nhất là mình chỉ phục hồi lại cấu trúc dự phòng của xương. Thì khi mình phục hồi lại được cấu trúc dự phòng nguyên dạng gần giống như lúc xưa của bệnh nhân, thì các cơ nó sẽ hoạt động tốt, giúp chúng ta phục hồi lại cái chức năng được tốt, các hệ thống thần kinh điều khiển trương được cơ để phục hồi lại tốt giống như là bình thường trước khi gãy, giúp cho bệnh nhân sẽ hồi phục rất là nhanh. Rồi cái thứ hai nữa là phải tạo được sự liên xương tốt nhờ vào cái phương pháp bất động gãy xương, hoặc là điều trị của tốn, hoặc là phẫu thuật vân vân. Và cuối cùng cao nhất là phục hồi lại cái chức năng của chi. Thì mình chỉ thấy qua mục tiêu này có thể người ta vẫn đảm bảo một vấn đề đó, tôn trọng cái sinh lý của cái xương. Thì chú ý điểm đó. Thì về điều trị gãy xương chúng ta sẽ tiêm hai nhóm chính, một là điều trị của tồn, hai là điều trị phẫu thuật. À, và sự ra là còn có cái nhóm chúng ta sẽ có trong đó là điều trị hỗ trợ, ba cái điều trị bảo tồn, điều trị phẫu thuật và điều trị hỗ trợ. Thì trong cái điều trị bảo tồn mình chỉ sẽ có hoặc là bột này, nẹp bột này, hoặc là trợ liên tục. Phẫu thuật thì mình chỉ sẽ có kỹ thuật kẹp xương bằng vít, bằng đập vít, bằng đính nội tỳ không cột ngoài, nhiều nghĩ về phương pháp khác nhau. Và chúng ta sẽ có cái thay khớp trong một số trường hợp đặc biệt để gãy xương mà thôi, nhưng không phải tất cả trường hợp nào cũng nghĩ để gãy nội khớp thì ta đều nghĩ để thay khớp hết. Và cuối cùng là cả phương pháp điều trị hỗ trợ. Thì điều trị bột tôn á, chúng ta thấy là nó giúp chúng ta bảo có thể nâng xương diễn ra theo ba giai đoạn như chúng ta học lúc nãy rồi này, trao đổi lúc nãy rồi, đảm bảo sinh lý của thần liên xương. Nên riêng liên xương thường rất là thuận lợi, rồi chỉnh cái bất đồng đầu gãy nó không hoàn to, thì hai cái đầu xương gãy di động nhẹ thì lại chính là một yếu tố kích thích làm cho thần liên xương diễn ra nhanh hơn. Thông qua ba cái cơ chế này thì sẽ đọc được trong cái tiểu cuốn, cái chuyện về tiểu máu, cái chuyện về sinh học, cái chuyện về điện học. Và thì điều trị bảo tồn hiện nay chủ yếu
cũng được áp dụng ở trẻ em là chính thôi, và cả trường hợp trẻ không di lệch. Ngoài ra một số trường hợp mà chúng ta không mổ được thì chúng ta sẽ điều trị bổ tồn, ví dụ giống như tắc lượng xương quá kém, gãy quá phức tạp, nó cũng không thể nặng lại được, gãy nát hết, nên chỉ càng nặng càng làm cho cả cái mảnh xương bong rơi mang xước, càng nguy cơ thập giảm càng cao. Rồi những cái trường hợp mình ví dụ giống mình suy tim nặng, rồi những ví dụ giống như là cái lao phổi chẳng hạn, chúng ta chưa mổ được thì bắt buộc chúng ta phải điều trị đường người chọn đường đường điều trị bổ tồn mà thôi. Rồi những tâm thần mình chịu cảm giác, những họ chúng ta mổ cái xương về, những họ giữ gìn mà không được đi, những họ cứ đi làm tống hết tất cả các phương tiện được xương ra. Với điều trị bổ tồn bột, mình chỉ thấy đây là một cái dạng người ta làm bột thì gồm có mấy lớp này, bên trong người ta trải một cái sạch giấy, một cái lớp giống như chiếc tách của chúng ta vậy để chấm mưa, sau đó người ta dùng mút, mình chỉ thấy mút người ta ăn bên ngoài mà đặc biệt cả cái lô xương, và cuối cùng là người ta bỏ bột lên. Thì đây là mình chỉ thấy đây là một cái bột ống ôm một cái giúp cho điều trị gãy xương thuyền, và đặc biệt là sau khi bỏ xong mình chỉ phải đặt dọc để tất cả các loại bột ống để tránh chẹp khoang xảy ra như bột. Trường hợp thứ hai kéo liên tục, mình thấy đây là một trường hợp có kéo qua lùn chay. Đó, đây là một cái kéo qua lùn chay, thì đây là một cái dạng kéo đồng, như vậy chúng ta thấy cái dạng kéo này được bất động, được kéo liên tục bởi cái cả người có tạ, cái trọng lượng tạ nó duy trì một lực kéo liên tục như cái xưa. Như vậy khi bệnh nhân họ tụt ngay xuống thì cái tạ tụt xuống, nó giữ cái lực kéo liên tục như vậy, bệnh nhân sẽ ngay lên thì kéo tạ lên, nên người ta gọi đây là một cái dạng kéo đồng để giúp cho bệnh nhân không phải bất động liên tục, bệnh nhân vẫn có thể ngồi dậy được, có thể nằm xuống được. Cho nên mình chỉ thấy là gặp được cái biến chứng gió bất động kéo dài, nhưng mà sẽ tập được cổ chân thì mình chỉ bỏ một cái bột từ đây đến đấy đi, những cái chỉ tập được cái khớp này hết. Ngoài thì kéo liên tục chủ yếu là chỉ định cho cả cái gãy không chầu không vừng này, rồi cả cái gãy ở cổ dưới bệnh nhà này, rồi cả cái gãy vùng khớp như khớp hạng vân, mình có thấy là chủ yếu là trong kéo liên tục là điều trị tạm thời để chờ đợi bệnh nhân mổ chính, còn một điều trị mà thực thụ thì áp dụng cho những cái trường hợp mà mình vẫn mổ được nữa thôi thì bao nhiêu điều trị như thế này. Mình chỉ có thể kéo qua lỗ mũi tai, có thể kéo qua lỗ cổ đùi vân vân, rồi vùng cổ chân mình chỉ có thể kéo qua xương gót, mình chỉ có thể kéo qua xương gót, để kéo xương tai, để kéo qua lỗ cổ đùi, mình chỉ có thể kéo qua mũi khuỷu để bắt đầu mình sẽ cảm thấy đúng không? Đây là nhiều cái kỹ thuật kéo khác nhau. Rồi thì mẹ em thấy rất là nhiều kỹ thuật kéo khác nhau được áp dụng hiện nay. Tuy nhiên chỉ định của nó thì mang tính chất là điều trị tạm thời thôi, vô tính. Ngoài trừ những trường hợp chậm chỉ định phẫu thuật không mổ được thì nó sẽ kéo để điều trị. Vậy thì kẹp xương như thế nào? Thì dựa trên nguyên tắc của AO đưa ra từ năm 1958, rồi sau này những cái năm sau này năm 90 họ lại thay đổi. Bây giờ gần đây họ thay đổi tiếp tục, nhưng mà vẫn tôn trọng bốn yếu tố chính. Thứ nhất đó là phục hồi lại cấu trúc giải phẫu và cố định vững chắc chỗ gãy bằng kẹp xương bên trong, nhưng mà phải đảm bảo nguồn máu nuôi ổ gãy, đừng có bóc tách nhiều quá, đừng có làm lấy bỏ khối mô tù, rồi đừng có lắp rộng mang xương cũng vậy, thì cái xương nó sẽ liền nhanh hơn. Cho nên mình chỉ thấy cả kỹ thuật mà điều trị kẹp xương kín không mở gãy càng ngày càng được sử dụng rộng rãi. Rồi cái cuối cùng là vận động khớp không đau sớm trong cái bệnh do bất động kéo dài. Thì điều trị phẫu thuật hiện nay đối chính phần là vẫn có cái gãy nội khớp này, gãy không vững, rồi cả trường hợp nặng chỉ thất bại. Rồi những cái trường hợp mà hiện nay mình chỉ biết thì chỉ bệnh một càng ngày nó càng mở rộng, nên phần lớn cả cái gãy di lệch ở người trưởng thành
để phục hồi lại các bộ kỹ thuật, phục hồi lại chức năng sớm vì cái tiến bộ hàng ngày càng được mở rộng ra hơn. Đó, như vậy ở đây, thứ nhất anh chị cần chú ý này, anh chị phải nắm được cái này, tâm chỉ định, ngoài trừ vị chỉ định thì mình một cái hết sức quan trọng là anh chị phải nắm được cái tâm chỉ định. Thì những trường hợp như này chúng ta phải chuyển sang điều trị bảo tồn, ví dụ xương cổ loạn này, ví dụ da ở vùng đó nó bị sẹo lồi sẹo loét vân vân, đang nhiễm trùng vân vân, ví dụ viêm xương nó tiến triển gãy quá nát nhiều mặt như vậy ta đề cập đó, rồi chống chỉ định do phẫu thuật, do chống chỉ định về gây mê chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều trị bảo tồn, không được làm kẹp xương trong những trường hợp như vậy. Hay một số nằm kẹp xương nó lên Kirschner, mình thì phải gãy cả cái đầu xương này, hoặc là sử dụng làm hô bắn trong gãy xương té, gãy phi úc vân vân. Rồi kẹp xương mình viết đơn thuần cho cái gãy đai quay này, là mình thì phải nói gãy ngón chày đau như bị sốt. Đây là các loại nẹp mà chúng ta có thể sử dụng, ví dụ này đây là một cái nẹp nắng ở mắm chai, đây là một cái nẹp của đầu dễ của xương đùi, nẹp mắm chai, rồi nẹp của đầu trên xương cánh tay, nẹp của đầu dễ xương đùi, nẹp đầu dễ xương đùi hoặc đầu trên, đây cái này thường dùng cho đầu trên của xương đùi trong gầy của xương đùi, đúng không? Đây là cái nẹp tại tàu. PCP dùng ở gãy các cái xương dài như là xương cẳng tay, xương đùi, xương chai vân vân, thì có kích thước nó khác nhau tùy theo từng loại xương. Mình có thể xem một số cái ngành người ta làm kiểu xương ở cả xương đầu tiên của xương cẳng tay này. Ví dụ giống như gãy ở xương dài này, xương cẳng tay này, gãy phức tạp ở đầu dưới xương cẳng tay này. Một cái phương tiện thứ hai đó là đứng nội tùy. Trong quá trình học anh chị có thắc mắc thì anh chị cứ hỏi liền nhé, cái đứng là cái đứng nội tùy ấy, tương tự anh chị thấy chủ yếu là chiếm cho các cái sinh già, thì đứng nội tùy có thể hiện nay thấy nó rất thành công rồi chi dưới, và được có hai loại đứng nội tùy, ba loại đứng khác nhau, một loại đứng đàn hồi, một loại đứng cứng. Và cái đứng loại đứng cứng như thế này thì nó có đến có chốt và đến không có chốt. Thì trước đấy người ta xài cả đến không có chốt, nhưng hiện nay hầu như người ta xài đến có chốt hết. Thì mình chỉ thấy có cả cái chốt ngang như này, có cả cái chốt ngang giúp cho cố định lại để chống xoáy của gà. Vì trong trường hợp như ở ví dụ chẳng hạn như vùng này này, thì chúng ta thấy cái đến nhỏ so với xương, nên đến nó không thể giữ xương được, xương nó sẽ xoay tròn xung quanh đến, chỉnh nhờ cả cái chốt này tăng lại nó làm cho cái đến nó không xoáy được. Thì chúng ta thấy là hiện nay đối với cái đính có chốt thì chúng ta chỉ định gài từ mùng ba trên, mùng ba dưới cũng như mùng ba giữa. Mùng ba giữa thì dễ rồi, nó không xoáy được, suy giảm tùy nó hẹp nó mắc lại thôi. Mùng ba trên, mùng ba giữa rồng thì chúng ta không thể dùng đính rồi thì không chốt, thì hiện nay đính rồi thì có chốt chúng ta có thể dùng được. Hai nữa, ngay cả những trường hợp gài phức tạp mất đoàn xướng chúng ta vẫn có thể làm đính có chốt, và bằng cái chốt này chúng ta tránh lái để nó giữ chiều dài của chi. Và đặc biệt là trong những gãy và những trường hợp mà gãy xương hở cánh sớm, một cái phương tiện này là nó không cuộn ngoài, thì thầy người ta dùng cả cái đính gắm vào xương, đi xuyên qua da gắm vào xương này này, và cái khung nằm hoàn toàn bên ngoài cơ thể chúng ta, nằm bên ngoài cơ thể. Nhưng có nhiều kiểu khác nhau, nhiều kiểu làm khác nhau, thì thường ở đây sử dụng cho những cái gãy hở rồi những cái gãy bệnh lý đó. Vì mình chỉ biết nếu như trường hợp gãy hở chúng ta làm kiểm xương bên trong thì nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, nhiễm trùng trên cái phương tiện kiểm xương. Thì trong khi đó chúng ta làm cũng quần ngoài như thế này thì xa ổ gai, nên cái đính nó không đi qua ổ gai, nó không đi vào trong cái vùng gai, thì nó giảm nguy cơ nhiễm trùng ở phương tiện kiểm xương. Tuy nhiên một cái điểm chỉnh làm cho cả cái phòng phía họ quan ngại đó là gì, nhiễm trùng lan từ ngoài vào trong thông qua cái đính này, thông qua cả cái đính đính chốt, không phải đính xương rồi, không phải đính chốt mà thông qua cả cái đính Kirschner bên xế mám, trên cái khung cổn ngoài, lan từ ngoài, và tỷ lệ như vậy hiện nay trung bình độ khoảng từ 6 đến 14%, thay đổi tùy theo thật giả. Vậy thay khớp chỉ định trong trường hợp nào? Mình chỉ thấy chỉ định tương đối hạn chế. Trước đây có thể đang thay khớp được đánh giá là thay khớp hạng á, riêng thay khớp hạng được đánh giá là một trong những cái phẫu thuật thành công của ngành ngoại khoa của thế kỷ 20, giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân mà gãy cổ xương đùi. Tuy nhiên việc làm dùng
với đôi một số kiểu gãy như gãy liên một chuyện như vậy, và một số cái gãy cổ cối trong điều trị gãy cổ ngoan phải khớp thì hiện nay rất ít tác giả sử dụng. Dù gãy liên một chuyện là mình chỉ biết chỉ có khoảng 20% phòng viên ủng hộ cho thầy khớp thôi, 80% mình phòng thực viên vẫn ủng hộ cho chuyện làm kẹp xương. Cho nên mình chỉ thấy đây vẫn là một vấn đề đang còn gây ra tình cảm đó, và mình chỉ đừng có làm dùng trong cái việc chỉ định mổ thay khớp, mặc dù đối với một số khớp như cấp há gãy đầu trên xương cánh tay phức tạp bốn mảnh kiểu của nia bốn khối, mình đã thấy thay khớp là giải pháp tốt nhất. Đối với gãy cổ xương đùi tương tự vậy, ở trên người lớn tuổi đây là một cái giải pháp rất là tốt. Tuy nhiên đối với những trẻ thì đôi khi chúng ta không cần phải thay khớp và chúng ta không nên làm dùng đấy cái chuyện này. Rồi cái phần các phương pháp điều trị đây là hết, thì mình chỉ có ý kiến gì, có thắc mắc gì trong phần này mình chỉ có thể hỏi. Thì có thắc mắc gì mình thì hỏi đi. Nếu các em không thắc mắc gì cả thì chắc đừng có nghỉ ngang đấy hả? Mọi người có thắc mắc gì không? À, nghe nghỉ rồi có bạn lại hỏi đúng không? Ống kẹp xương là kỹ thì mình đến vàng của ốc xuyên qua xương không? À, tôi nghĩ em hỏi là vàng qua xuyên qua xương bên đối diện á đúng không? Thì bên đối diện. Để thầy lưu lại cái hình ấy. Vịt. Rồi. Như vậy mà anh chị thấy này, kính điện thì công việc bao giờ cũng phải vượt qua cái vỏ xương bên đối diện hết, à, bao giờ phải vượt qua bên đối diện hết thì nó mới được tính là bám vào hai vỏ xương. Và người ta tính về mặt lực, ví dụ với một cái nẹp vịt ở xương cánh tay thì nhất người ta cần 6 vỏ xương để giữ cho cái nẹp khỏi bung ra khỏi xương, đó là nguyên tắc bắt buộc rồi. Tuy nhiên với hiện nay á, với các cái thế hệ nẹp vịt mới nhập khóa thì người ta cho phép chỉ bắt một vỏ xương thôi, chỉ do cái ren rất là dài đó, và sau này người ta sẽ dễ thảo hơn. Thì tùy theo cái phương tiện và phương pháp kẹp xương mà chúng ta sẽ chọn lựa là bắt hai vỏ hay là bắt một vỏ thì cũng phải là cứng nhắc đó. Thì em dùng DCP bình thường thì bắt buộc em phải bắt hai vỏ, nhưng nhập khóa em có thể bắt một vỏ hoặc là hai vỏ đó. Quỷ đồng ý chưa? Một bạn nữa hỏi là nếu thay cập hạng thì nên chọn thay cập hạng toàn phần. Khi nào chọn thay cập hạng bản phần? À, lớp mới học ba gãy cổ xương đuôi chưa? Duy, lớp mới học ba gãy cổ xương đuôi chưa? Dạ, học rồi thầy. Học rồi chứ còn ngơ rồi Duy. Rồi, để ta chịu lại cái slide cam trước. Gãy cổ xương đùi. Slide này em chụp được thì còn 50 phần. Thank you.
Rồi, để thầy xem lại câu hỏi của bạn bạn Duy này. Khi nào chọn thay bảng phần, khi nào chọn thay toàn phần, đúng không? Rồi, chúng ta ở đây ngày hôm qua chúng ta có nói về chuyện này rồi. Toàn phần đầu tiên một chọn lựa trong trên bệnh nhân thai tháng, đặc biệt cho những bệnh nhân dưới 80 tuổi. Nếu bệnh nhân trên 80 tuổi thì chúng ta có thể thay bảng phần. Đó, tại vì nhu cầu sử dụng những bệnh nhân này nó không cao nữa, không cần phải đi lại như nhiều, không cần phải làm việc nặng, cho nên nó không cần chơi thể thao, không cần. Còn hiện nay về tuổi thọ ngang tăng, bệnh chỉ việc bệnh nhân 60 65 tuổi, thậm chí 70 tuổi họ cũng chơi thể thao. Cụ thể ví dụ đạp xe đạp, buổi sáng đạp chục 15 cái số thì bình thường, đúng không? Cho nên trong trường hợp như vậy bắt buộc chúng ta phải xài cái khớp toàn phần để giảm cái nguy cơ thoái khớp. Còn bệnh nhân trên 80 tuổi không cần làm việc như vậy, đi tới đi lui trong nhà tự chăm sóc bản thân, thì chúng ta có thể và nói một cái điều hơi hơi cái điều hơi không được tại vì từ là thời gian sống của họ cũng kéo dài, cho nên mình chỉ thấy chúng ta không cần phải làm một cái khớp quá phức tạp, trong khi kỹ thuật làm của một toàn phần nó khó hơn so với làm bản phân rất là nhiều, giá thành nó đắt hơn, rồi nguy cơ biến chứng nó cao hơn. Thì vì sao chúng ta đi làm một cái việc khó khăn cho một cái người mà người không có không không cần thiết phải sử dụng đấy, đòi hỏi phải có nhu cầu cao như vậy. Đó, cho nên mẹ anh chị cứ nhớ đối với toàn phần đầu tiên một khi chọn lựa, tuy nhiên đầu tiên trên bệnh nhân chỉ 80 tuổi, còn trên 80 tuổi chúng ta sẽ chọn bảng phần. Riêng một số trường hợp đặc biệt bệnh nhân 60 tuổi thôi, nhưng bệnh nhân ví dụ chẳng hạn bệnh nhân tai biến nào yếu liệt nửa người rồi không đi được bao nhiêu hết đó, hoạt động nhẹ nhàng tại chỗ là chính thôi, thì ngay trong trường hợp đó dù bệnh nhân còn 60 tuổi chúng ta vẫn có thể thay bảng phần. Mình chỉ nhớ điểm đó, thì chỉ định cái việc mà thay bảng phần toàn phần tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố chính là như chúng ta đề cập đến lúc này. Rồi bạn Quý hỏi tiếp, em siêu mô đun Kirschner gì xem thì số lượng đinh tùy thuộc vào chỗ nào? Ui, số lượng đinh thì tùy thuộc vào kích thước của mảnh gãy, tùy thuộc vào cái kỹ thuật em muốn làm. Ví dụ em muốn làm hố băng thì em chỉ làm 2 đinh thôi. Đó, ví dụ em làm gãy trên đầu cầu xương tay trẻ con, em làm 2 đinh, trung bình là 2 đinh để chống xoay. Đó, mẹ mày nhớ cái điểm đó, ít nhất là 2 đinh để chống xoay. Ngoài trừ trường hợp cái mảnh vỡ nhỏ quá không đủ đất để làm 2 đinh, chúng ta xuyên 2 đinh hình vỡ thì chúng ta phải làm 1 đinh, nhưng mà còn được thì ít nhất phải 2 đinh để chống xoay thì mình phải. Rồi, thì nếu 2 đinh mà thầy chưa vững thêm đinh nữa, nếu con đủ đất đúng không? Đó, nó thì tùy thuộc vào cái kích thước của mảnh gạch và cái độ vững mà chúng ta muốn đạt được trên lỗ gạch, chúng ta chọn lựa số lượng đinh. Rồi bạn Hằng hỏi tiếp là đối với gạch xương chai thì không nên sử dụng nạp vít, vậy có trường hợp nào mà nạp vít được sử dụng để điều trị gạch xương chai không? Ủa, gạch xương kính đi, em phải nhớ cái câu này anh qua nói không nên sử dụng đối với xương chai nạp vít được xương chai gãy hở từ độ 2 trở lên. Như vậy độ 1 em vẫn có thể sử dụng được bình thường, như vậy gãy kín em vẫn sử dụng được như bình thường, thậm chí trong gãy hở độ 2 thậm chí cả độ 3, nhưng mà gãy ở móng tay vẫn phải sử dụng nạp vít, kiếm con đường nào khác. Ngoài trừ bệnh nhân vết thương quá bận, bệnh nhân đến quá buồn phải làm khung cột ngoài rồi độ khoảng 2 3 tuần sau là chuyển qua làm kẹp xương bên trong vẫn nạp vít. À, cho nên mình chỉ nhớ điểm đó, không phải cứng nhắc đến mức như vậy. Rồi, các bạn nào hỏi thêm gì nữa không? Kẹp xương trẻ em còn trùng trường hợp thì ưu tiên phương tiện nào? Đương nhiên phương tiện nào cũng được, nhưng mà đừng có đi qua trùng trường hợp. Ví dụ như này, ví dụ bệnh nhân gãy trên lô cao xương tay phải chưa? Hôm trước mà em học gãy trên lô cao xương tay rồi thì chúng ta sẽ chọn lựa chi cái phương pháp gì mà ít xâm nhập, thông thường và chọn cái đinh Kirschner. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân của chúng ta thầy coi nhưng mà nếu như mà gãy để coi bài gãy xương trẻ con. Thì trong trường hợp mà ví dụ vậy,
Rồi mà em thấy là người ta sẽ sử dụng cái các cái phương tiện như đến Kishna này ít nguy cơ xâm nhập, ít làm thương tổn sự tập hợp đúng không, hoặc là những cái trường hợp bằng gậy kiểu như thế này để Tôi đang vận dụng một tuần tôi đi ngoài chấn thương trực xuyên này. rồi mà em thấy người ta làm Kishna, Học thật sự ghê. hoặc là người ta có thể làm như thế này nhưng người ta bắt không qua sự tập hợp thôi, tùy theo ý thì kiểu gậy để thầy coi này. Ví dụ như trường hợp như này, đây là một gài tiếp hai đây, mà em thấy đây là cái phần trên xuống tập hợp này, ngon nguyên này, đây mặt gài ở đầu trên này, đây mặt gài ở dưới, sau khi chúng ta nặng áp cái này vào, chúng ta có thể bắt cái con vịt từ chỗ này đi qua đấy, bắt cái con vịt từ đấy qua đấy sống sống, mặt gài bắt con vịt nó chèo lên để vuông góc hoặc gài, chúng ta lực nén ở mặt gài tốt hơn, ăn góc song song qua đây để giữ cái mặt gậy, hẹp cái đường cái phần xa của gậy. Thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn lựa các cái phương pháp mà kiểm xuyên đơn giản mà nó gây ảnh hưởng tới cái sùng tập hợp, sau đó chúng ta sẽ tăng cường bắn bộ rồi để vận động của gậy. Thì còn nếu như em làm cái này vít ok cũng được, nhưng mà nó sẽ khóa luôn cái thứ nhất cái vít nó xuyên qua sùng tập hợp, nó phá sùng tập hợp, cái thứ hai là cái vịt cái nẹp vịt ấy, nó nếu cái xương lại làm cho cái sùng tập hợp nó không thể dài ra được, làm cho cái chí đó nó không dài ra được thì làm ảnh hưởng đến cái chiều dài của chí bên nhất, không biết cái chí bên kia nó cái dài ra bình thường thì cái chí bên này nó dài ra không được à, cho nên là sẽ bị giảm một tí. Vì vậy thông thường thì mình chỉ sẽ thấy đối với trẻ con người ta chọn lựa gì đến nội từ đang hôi này, trong gãy thân xương tay xương đuôi này, người ta xuyên từ vịt dù gãy đây gãy dừa. Yeah, ví dụ giống như trong cái hợp này gãy giữa này thì người ta xuyên từ đây xuống lên, xuyên từ đây xuống lên đó, không qua sùng tập hợp. Cái thứ hai là dùng đến kích như lúc này có thể em của lại trên lô cao xương vai đó. Cái thứ ba là có thể dùng các loại vít vít sốt hoặc vít đặc nhưng không xuyên qua sùng tập hợp rồi sau đó một bộ tăng cường. Rồi cả em có câu hỏi gì khác nữa? Em có hỏi gì cả nữa rồi, nếu không hỏi gì thì chắc là chúng ta nghỉ ngang đây. Dạ thầy, nếu các bạn nào hỏi thêm thì em gửi mail cho thầy sau ạ. Rồi ok, rồi chào các em, weekend vui vẻ. Dạ chào thầy ạ. Vừa thảo ngủ hết nửa vừa mẹ.